Hơn 70 triệu cả dây cả túi luôn. 81 triệu nha mọi người. 100 triệu một chút xíu. 115 triệu nha mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Kizien Daily. Ngày hôm nay thì Kizien sẽ làm một cái vlog mình liên quan một chút xíu về mảng thời trang một tí nhá. Tại vì trong suốt cái khoảng vừa rồi thì Kizien làm vlog thì Kizien cũng làm chủ yếu là về cũng về ẩm thực này, về Kizien chia sẻ những cái cuộc sống hàng ngày của Kizien cho mọi người cùng coi. Và ngày hôm nay thì vẫn đang trong cái khoảng thời gian mình tránh dịch ở nhà thì Kizien đã lôi hết tất cả những cái món đồ Dior mà Duyên có. Phải chắc mọi người cũng phải thấy là ở trên bàn rồi tất cả mọi cái đó, trên bằng sau cũng thế, rồi là túi xách, rồi tất cả mọi cái, thì những cái mà mọi người đang thấy khi xuất hiện ở đây, kể cả những cái bộ trang phục mà Duyên đang mặc thì là đến từ một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, đó chính là Christian Dior. Và trong đây nó cũng sẽ có những cái món đồ mới của Duyên cũng vừa mới có xong, và cũng có luôn những cái món đồ cũ mà Duyên đã từng mua và sử dụng rồi. Thì Duyên sẽ tổng hợp lại ở đây một lần để có thể cho mọi người biết được là cái trải nghiệm của Duyên khi mà Duyên sử dụng những món đồ của Dior sẽ là những cái cảm giác như thế nào nha. Rồi, bây giờ trước tiên thì chắc là mình sẽ đi từ những cái to trước đi ha. Đây là chiếc túi monogram. Thì chiếc túi một cái form hình chữ nhật này thì nói chung là hầu như là tất cả những tín đồ của Dior thì đều có cái túi giống như thế này. Và cái túi này lúc đấy là Duyên mua là nó có khá là nhiều màu, nó có cả màu đỏ, màu đen, rồi là màu đen, cái màu đen xanh á của Dior á. Thì nhưng mà Duyên chọn cái màu nâu này bởi vì là cái màu này nó khá là hợp với cái màu da của Duyên, và nó cũng kết hợp được nhiều cái màu trang phục mà mình mặc nữa. Và ở trên cái túi này thì được có một cái khóa được mạ vàng có chữ Dior ở đây. Còn phía bên trong này là ngăn này, không quá lớn đâu, nhưng mà không quá rộng và cũng không quá chật đâu, kiểu để cho mình để vừa một cái bóp nhỏ và một cái điện thoại ấy. Ngoài ra thì có thêm hai cái ngăn nhỏ ở đây nữa, có khóa nữa. Cái túi này Duyên mua năm 2019, và cái đợt đấy thì chắc là mọi người cũng theo dõi thì Duyên có mang đi Paris Fashion Week năm đó. Thì túi này thì mình có thể đeo như thế này cũng được, hoặc là mình có thể đeo chéo cũng được nha. Cái lúc đấy Duyên mua cái túi này nó rơi vào khoảng hơn 70 triệu cả dây cả túi luôn. Đây, đến với chiếc túi tiếp theo. Quá nổi tiếng của Dior rồi. Tại vì cái chiếc túi này là chiếc túi Dior Shadow, chiếc túi in ngựa ấy. Thì Duyên có lấy cái size này. Thì cái size này nó chỉ nhỏ bằng một bàn tay thôi nha mọi người. Trong cái túi này thì mở ra thì gần như là không thể đựng được cái gì quá nhiều. Chỉ có thể đựng được chìa khóa này, hoặc là thẻ, hoặc là một chút tiền mặt thôi. Nhưng mà Duyên vẫn chấp nhận bỏ ra một cái số tiền nói chung là khá là lớn để có thể sở hữu được cái túi giống như thế này. Bởi vì khi mà mình mặc lên người á, nó có thể phù hợp với gần như là tất cả các thể loại trang phục mình có thể mặc được luôn. Và cái túi này có thể mình vừa có thể bỏ quai ra, mình có thể cầm như thế này, kiểu đi tiệc cũng rất là sang, hoặc là mình đeo như thế này, hoặc là đeo chéo, thì nó cũng rất là năng động và kiểu thời thượng ấy. Lúc đấy là Duyên mua cả dây cả túi thì nó rơi vào khoảng hơn 100 triệu một chút xíu. Nhưng mà ở cái túi này có một cái điểm là khi mình mua, mình phải mua riêng, túi riêng và dây riêng, không giống như cái túi này. Như cái túi nâu này thì mình mua luôn cả túi cả dây cùng là một set luôn. Nhưng còn riêng hai cái này thì nó lại là hai cái item khác nhau ấy. Thì với cái túi này thì nó rơi vào khoảng hơn 70 triệu. Còn riêng cái dây này thì nó rơi vào khoảng cũng gần 30 triệu ấy. Thì lúc đấy là mình cũng hơi tiếc tiền một chút xíu, bởi vì chỉ có mỗi một cái dây này thôi. Và tại sao lại có thể mắc như vậy? Nhưng mà khi mà mình mua và mình sở hữu về thì mình mới thấy rằng là nó thực sự là rất là xứng đáng. Sana, đây là hai size để cho mọi người có thể thấy được là cái sự chênh lệch giữa hai size của nó như thế nào nhá. Thì cái này là size nhỏ, lúc nãy Duyên nói, còn cái này là size lớn hơn. Nhưng mà có thể là khi mà cái túi shadow này mà nếu mà ở trong cái màu đen giống như thế này thì chắc là nhìn nó sẽ to hơn và kiểu trông nó cá tính hơn một chút xíu. Thì đây là chiếc túi Dior Before 2021. Thì chiếc túi này là lấy họa tiết da báo, mọi người có thể thấy ở đây đó, trông rất là ngầu. Và họa tiết da báo này thì nói chung là một cái kiểu đã rất là kinh điển với cả các tín đồ thời trang rồi. Và ngoài ra thì khi mà cái họa tiết như thế này này thì đôi lúc Duyên sử dụng họa tiết này thì trông Duyên kiểu hơi bị lớn tuổi một xíu, nên là nhắc đến họa tiết da báo này thì mình cũng hơi ngại. Nhưng mà khi mà mình
được trải nghiệm qua cái túi Dior da láo này thì mình thấy rằng là tạo một cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, nó tinh tế hơn, nó thanh thoát hơn, nhưng mà nó nhìn nó vẫn rất là thời thượng và cá tính. Thì đây, Duyên có một hộp Cushion của Dior này, một thỏi son. Đó, sau khi để xong thì vẫn còn rất là nhiều không gian ở trong này. Trước đây thì cái túi Dior Shadow này, họa tiết da bảo này đã có ở một cái dòng vintage trước đây rồi. Và đối với cái chiếc túi Dior da bảo này của cái dòng Brave 2021 này thì được remake lại từ cái túi vintage đó. Nên là mình nhìn cái màu sắc nó cũng khá là tương tự ấy, nhưng mà nó khác một cái là nó có cái dòng chữ Christian Dior ở đằng trước như thế này. Đó, và nó sẽ chạy ra đằng sau như thế này. Đó. Và chiếc túi này hiện tại bây giờ đã được bày bán tại Dior Việt Nam rồi, và với một cái giá 115 triệu nha mọi người. Thì cái túi này nói chung là Duyên thấy là về đường may rồi về chi tiết mạ vàng ở trên chiếc túi này nó rất là sắc sảo, và hầu như là chiếc túi này được thêu họa tiết da báo rồi là cái chữ Christian Dior này được thêu hết hoàn toàn. Một cái túi rất là đẹp nha. Bây giờ đằng sau Duyên đây là một cái túi, nói chung là cũng một trong những cái túi mà cũng rất là kinh điển của Dior. Đấy, đây là một chiếc túi Tote Bag của Dior. Đây là một chiếc túi mà nói chung là hầu như là các chị em mình chị nào cũng có rồi. Nhưng mà trước đây thì Duyên cũng rất là thích chiếc túi họa tiết giống như thế này. Và nó có một cái màu, nó có cái màu xanh đen á. Cái túi này thì hiện tại bây giờ là phiên bản mới nhất của chiếc túi Tote Bag. Nhưng mà đó, là chiếc túi này thì mình thấy là cái size nó cũng vừa vặn hơn so với mình. Còn trước đây thì chiếc túi cũ thì cái túi nó rất là to, kiểu cảm giác được, giống như là đựng được cả thế giới ở trong đấy luôn ấy. Và cái túi này thì nó vừa phải hơn. Thì cái túi này có trị giá là khoảng 81 triệu nha mọi người. Cũng không có ngăn, bên trong mình thì không có ngăn gì hết. Chỉ giống được làm từ bằng vải canvas. Và với họa tiết rất là đẹp, rất là đặc trưng của Dior nha. Đến với món đồ tiếp theo thì đây là một chiếc nón tennis. Trước đây Duyên cũng đã từng có chiếc nón giống như thế này rồi. Cái phiên bản trước là không có cái, không được in cái họa tiết monogram ở trên này. Phiên bản trước thì cái chất liệu nó cũng là chất liệu nhựa, nhưng mà chất liệu nhựa mềm hơn, chất liệu giống như thế này này. Đó, và nó chỉ là một cái màu được in bằng một cái màu vàng đơn giản lên thôi, và cũng không được in những cái họa tiết monogram như trên này. Và đây là phiên bản mới nên là có một cái gì đấy mình cảm giác giống như là nó hiện đại hơn ấy, và trông nó cũng thời thượng hơn nữa. Ở trên này thì có một cái chất liệu là chất liệu giống như kiểu là chất liệu cao su ấy. Cái nón nếu mà sử dụng lâu ấy, sử dụng một thời gian lâu dài ấy, thì cái nón sẽ không bị hỏng nha mọi người. Còn nón này là kiểu đi đánh tennis hay là đi đánh golf rất là ok nha. Thì cái nón này có giá là khoảng 13.800.000 nha mọi người. Đó, ở đằng sau này thì mình có cái chữ Christian Dior này. Theo với trong cái bộ sưu tập đấy luôn nha, thì mình có cái nón này là một cái nón bằng vải, và kiểu giống như là có cảm giác kiểu được cũng pha một cái chất gì đấy kiểu như là bằng vải dù ấy mọi người. Mình có cảm giác giống như là nó cũng chống thấm nước một phần nào đấy. Và kiểu cái nón này mình có thể để ở khi mà kiểu mình đi đâu xa ấy, mình có thể để ở trong vali này, hay là mình có thể để ở trong túi sách của mình. Nhiều khi thường những cái nón kiểu giống như vậy á, mà nó sẽ có form hay là những cái nón cứng á, là khi mà mình mang đi đâu nó cũng rất là bất tiện, tại vì mình chỉ cần động nhẹ một cái hay là đè cái gì lên thôi là nó sẽ bị gãy form. Nhưng mà riêng cái nón này thì mọi người có thể gấp lại như thế này. Đó, mình có thể để ở trong túi sách hay là có thể để trong túi áo của mình cũng được. Thì cái nón này của mình là mình có hai mặt luôn nha, hai mặt luôn đấy. Nên mình có thể đội cái mặt giống như thế này, nhưng mà nếu mà đội cái mặt bằng trong như này thì mọi người phải tháo bỏ cái tag này đi nha, chứ không đội lên thì trông sẽ rất là buồn cười. Cái nón này cũng rất là dễ mặc đồ ấy, có nhiều chi tiết này hay là hơi rối một xíu chẳng hạn thì mình sẽ lựa chọn cái mặt này, còn mặc cái gì mà kiểu nó đơn giản hơn thì mình lựa chọn cái mặt bên trong mình nha. Thì cái nón này là có giá khoảng 20.500.000 nha mọi người. Rồi, đến tiếp theo, một cái item mà cũng rất là xinh xắn của Christian Dior 2021 của Dior, thì cái màu sắc chủ đạo là cái màu vẫn là cái màu xanh này, vẫn là cái màu kiểu màu xanh đậm ấy, nhưng mà cái màu xanh đậm này nó đã đỡ đậm hơn so với những cái mùa trước rồi. Đó, đây là một chiếc thắt lưng cũng rất là dễ thương. Bình thường thì mọi người đeo á, là mọi người sẽ để cái chữ Christian Dior này ở đằng sau. Đó, khi mà đeo lên thì có thể nhìn thấy được là
cái khóa này của Dior mặt đằng trước này. Đấy, rất là đặc trưng, và mặt đằng sau thì có cái chữ giống như vậy. Nhưng mà bạn nào mà kiểu muốn đeo mà để cho cái mặt đằng trước này lên thì cũng được nha. Đấy, rất là tiện lợi, mình có thể có hai cách đeo. Chiếc thắt lưng xinh xắn này thì có giá là khoảng 31 triệu nha mọi người. Hai cái vòng tay này là cũng được làm bằng chiếc vải canvas và được thêu chữ Christian Dior lên trên này. Chữ Christian Dior luôn. Mỗi chiếc là rơi vào khoảng 12 triệu một chiếc mọi người. Thì đeo cái này lên tay á, mình có cảm giác kiểu nó rất là bụi ấy. Mặc mấy cái đồ jean hay là mấy cái đồ mà bụi bụi xíu đi trông rất là ngầu. Cá nhân riêng thì riêng rất là thích hai cái vòng này của Dior, tại vì kiểu bản thân mình thì mình thích những cái item nào mà nó đơn giản một chút xíu mà kiểu nó kết hợp được nhiều đồ á, mà kiểu đi đâu kéo lên kéo xuống này cũng rất là vui. Rồi bây giờ đến một chiếc vòng tay tiếp theo của Dior. Đây là một chiếc vòng tay bằng da, thì mọi người có thể khi mà đeo lên tay á thì mình có thể cuốn thành hai vòng giống như thế này đó. Đeo thành hai vòng cuốn như thế này. Nhưng mà Duyên thì Duyên không thích đeo theo kiểu vòng tay đâu. Duyên lại thích đeo kiểu thành choker ấy, giống như này này. Thì khi mà đeo thành choker thì trông nó cũng khá là ngầu. Kiểu mình mặc mấy cái váy da, hay là mình mặc kiểu quần da, hay là kiểu mặc một cái sơ mi trắng thôi, mình đeo cái choker này lên thì trông cũng rất là xinh nha. Cái này là kiểu giống như là 12 nó là mua một mà được hai đấy. Mua một cái thôi nhưng mà được cả vòng tay và được cả vòng cổ luôn. Rồi, nhắc đến choker thì Duyên cũng là một tín đồ của dây chuyền Dior nha mọi người. Thì ở đây là Duyên có đầy đủ tất cả những cái choker này. Cái này là choker là mình có thể đeo ở trên cổ giống như vậy. Đó. Thì ba cái này là ba cái khác nhau của Dior. Thì cái dây này kiểu giống như là cái dây ở phiên bản kiểu nó mảnh, nó khá là mảnh mai. Còn cái này là kiểu trông ngầu hơn một xíu thì sẽ có một cái bản kim loại ở ngay chỗ cổ của mình. Còn cái này thì cũng là choker nhưng mà nhìn hơi giống vòng kim cô một xíu. Hơi giống vòng kim cô một xíu á. Nhưng mà vòng kim cô này đeo cổ nha, chứ không phải đeo trên đầu. Chiếc vòng này của Dior cũng rất là xinh, kiểu khá là nữ tính ấy. Kiểu cái này mà mình mặc đầm, mình đeo lên cũng rất là xinh này. Mình có thể mặc với cả sơ mi, hay là như hôm trước ở Duyên có phối một cái bộ đồ mà đeo cái vòng choker này với caravat, thì cái choker này thì Duyên sẽ để ở trên cái caravat của mình luôn. Ba cái vòng này cũng là những cái vòng mà cũng khá là basic của Dior rồi và rất là dễ kết hợp với những cái bộ trang phục khác nhau. Đó, ngoài ra thì Duyên cũng có một cái vòng Dior phiên bản to hầm hố. Phiên bản hầm hố. Thường mọi người hay nhắc đến Dior là mọi người hay nhắc đến những cái phong cách ở trông rất là tiểu thư, trông rất là bánh bèo hay trông rất là mỏng manh, nhưng mà Dior thì càng ngày càng ra những cái sản phẩm, những cái item mà có thể phù hợp với tất cả mọi người, và kể cả những cái người mà có cá tính giống như Duyên thì mình có thể chọn những cái vòng kiểu có bản to như thế này khi mặc lên trông rất là ngầu. Với cái phiên bản dây nhỏ hơn và kiểu thực sự là mỏng manh và nữ tính thì Duyên có một chiếc dây chuyền Dior như thế này. Cái này là được làm cái viên ngọc trai này này, là cái viên ngọc trai tự nhiên và có cái giá trị gì đấy ấy, mà kiểu mình mua cũng khá lâu rồi nên mình không nhớ. Mình chỉ nhớ là cái dây chuyền này là cái dây chuyền mà có cũng khá là mắc. Đối với Duyên thì Duyên thấy khá là mắc, nhưng mà khi mà mình đeo lên á, đặc biệt là khi mà mình đeo lên đối với những cái đầm mà kiểu đầm dây mà xẻ cổ sâu á, thì mặc lên mình cảm giác trông cái cổ mình nó rất là sáng và nhìn nó rất là sang ấy. Thì cái vòng này Duyên mua ở Dior Việt Nam với giá là khoảng hình như là 37 hay 38 triệu gì đấy. Và nhắc đến ngọc trai thì mọi người cũng không thể nào mà quên được cái bông tai rất là kinh điển. Chắc là cách đây khoảng mấy năm thì những cái mọi người còn nhớ cái phiên bản bông tai ngọc trai của Dior là Duyên thấy là hầu như là đi ra ngoài đời ai cũng đeo luôn ấy. Cái bông tai đấy là lúc đấy là chỉ có đúng một cái viên ngọc trai to ở đây và một cái viên ngọc trai nhỏ ở đây, mà khi mà để đeo lên á, phải đeo lên như thế này này. Hôm đấy là Duyên còn nhớ là Duyên hay mặc cái đấy với cả áo dài cơ. Và bây giờ thì phiên bản này, phiên bản bông tai ngọc trai này của Dior đã được nâng cấp khá là nhiều để nhìn cho nó có một cái gì đấy trông nó thời thượng hơn này, trông nó sang chảnh hơn, mà cảm giác trông nó cũng cầu kỳ mà nó đẹp hơn rất là nhiều nữa. Đó. Thì cái đôi bông tai này là được đeo cùng với cả đeo lệch nhá. Cái này là kiểu đeo lệch này, là một đôi bông tai là bên này thì trông rất là đẹp, rất là lung linh, nhưng mà bên này thì chỉ là
một cái bông tai mà nhỏ xíu xiu thôi, thì đây cũng là một cái điểm rất là tinh tế của Dior, khi mà ở một bên đã rất là cầu kỳ như này rồi nhưng mà phía bên này thì lại lựa chọn một cái viên ngọc trai nhỏ. Chứ nếu mà đeo cả hai bên mà to như thế này thì sẽ kiểu cảm giác rất là nặng nề. Và đây cũng là một cái bông tai mà có thể gọi là must have item của Dior, hầu như là ai cũng có. Một bên là có chữ Dior ở bên này, đi cùng với cả một cái ngôi sao nhỏ xinh như thế này. Còn một bên là hình chú ong rất là xinh xắn, cũng rất là dễ phối với nhiều đồ. Rồi, vậy là lúc nãy đến giờ thì Duyên cũng đã chia sẻ với mọi người những cái trải nghiệm của Duyên về túi, về nón này, về thắt lưng, hoặc là về những cái phụ kiện, những cái item rất là đẹp, rất là lung linh của Dior rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái, cũng có thể nói là những cái này cũng là những cái đặc trưng của Dior, là về những chiếc mắt kính. Thì hầu như là Duyên có ở trong tủ kính của mình phải đến gần chục cái kính của Dior rất là nhiều. Và chủ yếu là hầu như là những cái kính mà kiểu như là form hình vuông như thế này, khi mà đeo lên á thì mình tạo cái cảm giác trông rất là kiểu lạnh lùng mà kiểu trông rất là sang ấy. Nên là Duyên rất là hợp với kiểu cái gương mặt của Duyên cũng là một gương mặt mà kiểu cũng khá là góc cạnh nữa. Nên là Duyên rất là thích những cái kính này của Dior, một cái form vuông như thế này. Và trong mùa Beautiful năm 2021 cùng với cả bộ sưu tập mà da báo của Dior cùng với cả chiếc túi này này, đấy thì Dior cũng cho ra mắt một chiếc kính mắt vuông cũng rất là đẹp. Kính này thì Duyên thấy là so với cái kính vàng nhạt này thì cái mắt này có vẻ vuông hơn so với cái mắt bên này. Mắt kính này thì khi mà mình đeo lên á, kiểu lúc mình cầm ở tay mình cảm giác là nó được làm từ nhựa rất là đặc ở bên trong, sẽ có cảm giác là khi mình đeo lên mắt nó rất là nặng. Nhưng mà khi mà Duyên đeo lên mắt thì mình cảm thấy là nó cũng ok, cũng không quá là nặng đâu. Đeo lên mặt thì cũng rất là dễ để hợp mặt đó, bởi vì cái form này này nó lại được một cái ưu điểm là hầu như là rất là dễ hợp mặt với mỗi người. Và cái màu của cái kính này là màu đồi mồi nữa, chạm khắc cái chữ Christian Dior ở hai bên này. Và kiểu giống như là những cái ngày nào mà kiểu mình lười make up á, thì mình chỉ cần đeo cái kính này lên trên mắt thế này. Đó, mình chỉ cần đeo kính này trên mặt thôi là dường như là đã che gần như là hết gương mặt của mình rồi, và mình chỉ cần đánh son thôi là có thể ra đường, hiểu? Đi sân bay kéo vali á, kiểu như trông rất là ngầu đúng không? Thì đây cũng là một cái item mà must have của năm nay nha mọi người. Rồi, và đến bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó chính là những đôi giày của Dior. Bây giờ nãy giờ là mình đi bắt đầu đi từ trên xuống dưới ạ. Nón rồi là vòng cổ, kính mắt, túi xách, rồi giờ đến cái phần cuối cùng là phần chân. Thì ở trên bàn này là có 3 đôi giày của Dior nha mọi người. Thì ở đây mình có giày búp bê này, giày sneaker và giày cao gót. Cái đôi giày này là cái đôi giày nằm trong cái bộ sưu tập da báo của Dior trong mùa Pre-Fall 2021 năm nay. Cái đôi giày da báo này thì cái cảm nhận của Duyên á, khi mà Duyên đi cái đôi giày này là Duyên cảm thấy là rất là êm, thật sự rất là êm. Trước giờ mình không có đi giày búp bê nhiều lắm, bởi vì khi mà đi giày búp bê cái form giày nó khá là nhỏ và kiểu đi là mình hay bị chắp cái phần gót chân ở đằng sau ấy. Nhưng mà đối với cái đôi giày búp bê này của Dior thì cái bản ở đằng sau này được làm một cách rất là tinh tế, kiểu giống như là nó ôm hết gót chân đằng sau của mình luôn. Và ở phía trong này này, nó còn có một cái lớp đệm nữa, một cái lớp này giống như kiểu là một lớp cao su ấy, để tránh cái tình trạng là làm cho cái gót chân đằng sau của mình khó chịu hay là cháy xước khi mà mình đi đôi giày này nhá. Ở phía bên trong này thì được lót toàn bộ là bằng da nha mọi người. Ở phía trong này, cái đế này cũng được là bằng da luôn. Đó, và bên này còn có một chiếc logo rất là xinh xắn của Dior nữa. Thì Duyên nghĩ rằng là đây là cũng là một cái đôi giày đáng để mua cho năm nay của Dior nha mọi người. Rồi, đối với giày búp bê như thế thì không biết giày sneaker của Dior thì sao nhỉ? Đây. Ui, con này hơi nặng. Trước giờ mình cũng chưa có thấy là Dior ra một cái đôi sneaker nào mà trông form kiểu hầm hố mà trông kiểu to như thế này. Trước giờ Dior thì sẽ có kiểu cái form giày vải á. Giày vải của Dior thì trông nó vẫn nữ tính, trông nó vẫn kiểu nhẹ nhàng tinh tế như thế. Nhưng mà trong năm nay thì Dior đã ra một cái form mới như thế này. Và cái phần đế này này, cái phần đế này này rất là dày nữa. Thì kiểu như là bạn nào mà kiểu muốn hơi ăn gian chiều cao của mình một chút xíu khi mà đi giày sneaker thì các bạn có thể lựa chọn cái đôi giày giống như thế này. Tại vì khi mà đi lên á thì mình có cảm giác là nó có thể cao lên được 5 đến 7 phân nữa. Nhưng mà nhìn lại không kiểu bị quá lộ liễu là cao đến mức độ như vậy. Cái cảm nhận của mình khi mà mình đi cái đôi giày này thì mình cảm thấy là
mặc dù là hơi nặng một chút xíu, so với những đôi giày khác thì hơi nặng một chút xíu, nhưng mà cái cảm giác của nó là rất là êm và rất là đầm chân nữa. Khi mà mình kiểu mình nhấc, mỗi lần mình bước chân lên á, khi mà mình bước xuống á, thì nó rất là đầm chân. Với một cái người cũng là tín đồ sneaker giống như mình thì chắc chắn là mình không thể nào mình bỏ qua cái đôi giày Dior như thế này được cả. Thì đối với hai đôi giày này thì đôi này là có giá khoảng là 32 triệu. Còn đối với đôi này thì mặc dù là nhẹ cân và nhỏ nhắn hơn rất là nhiều, nhưng mà giá thì chỉ nhỏ hơn một xíu xíu thôi. Đó chính là cái đôi này có giá là 28 triệu nha mọi người. Đó, còn đây là giày cao gót. Đôi giày nhung đỏ này cũng là cái đôi giày mà Duyên cũng mua, nhưng mà mình cũng khá là ít đi ấy. Nhưng mà đôi này đi cũng rất là êm và kiểu cảm giác rất là chắc chân nha mọi người. Thật ra trong tủ giày cao gót của Duyên á, thì Duyên cũng có khá là nhiều đôi từ những cái brand khác nhau, giống như là Balenciaga cũng có này, Christian Louboutin, rồi là Dior, rồi là LV, rồi là những cái giống như là kiểu trong tủ giày của Duyên thì mỗi cái item nó đều có những cái đôi giày khác nhau ấy. Những cái brand thì sẽ có những cái đôi giày khác nhau. Nhưng mà đối với Duyên thì Duyên thấy cái đôi giày này là mặc dù là không cao lắm, đôi này hình như là khoảng 9 phân thôi. Nhưng mà khi mà mình đi lên, mình đứng mấy tiếng đồng hồ, mình cũng không có cảm giác là quá là đau chân hay là bị bó chân hay là khó chịu gì cả. Nhưng mà còn đối với cả những cái đôi giày của Louis Vuitton thì đi những cái đôi như thế thì thật sự là chỉ cần đứng khoảng 10 phút thôi là không thể nào chịu đựng được cả. Là phải đứng bám vịn vào một cái gì đó để đi. Và thường đi giày của Louis Vuitton thì Duyên phải đi size lớn hơn một size so với cái size giày của Duyên. Còn đi đôi này thì Duyên đi đúng size với size chân của mình. Rất là êm. Ok, vậy là nãy giờ Duyên cũng đã nói cho mọi người biết những cái trải nghiệm của Duyên về những cái item must have của Dior trong năm nay. Và Duyên mong rằng là mọi người có thể có một cái nhìn rõ nét hơn về Dior. Những cái có thể nói là đây là những cái sản phẩm mà khá là basic. Và đối với những người nào yêu thích cái phong cách thời trang của Dior thì mọi người cũng thể có những cái item như thế này. Và quan trọng một điều là khi mà Duyên chia sẻ với mọi người về những cái trải nghiệm của Duyên về những cái món đồ item của Dior như thế này thì mọi người sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn, để trước khi mà mình lựa chọn mua một cái món đồ nào đấy thì mình sẽ có một cái lựa chọn chính xác hơn nhé. Và sau đây thì Duyên sẽ cho mọi người xem một vài những cái tấm hình của Duyên trong cái bộ hình vừa rồi Duyên mới chụp. Thì cái bộ hình đó là Duyên kết hợp với những cái item của Dior trên những cái trang phục của Duyên. Thì mọi người có thể xem được là cái cách mà Duyên phối những cái món đồ này với cái bộ trang phục của Duyên như thế nào nhá. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog lần này của Kỳ Duyên Daily. Và Duyên mong rằng là mọi người hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Kỳ Duyên Daily nhiều hơn nhé. Và đừng quên nhấn like và share cho vlog lần này, và nhấn subscribe cho kênh YouTube Kỳ Duyên Daily nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.